Rồi, xin các bạn ha, thì lại là mình đây. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phương pháp học từ vựng TOEIC một cách hiệu quả nhất. Thì nói thật với các bạn luôn là mỗi ngày á, thì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi từ những bạn học viên. Đó là, anh ơi, là em đang cần bao nhiêu điểm TOEIC đây nè. Đó, thì em cần phải học bao nhiêu từ vựng thì mới có thể đạt được cái target mục tiêu như vậy. Đó, thì đó là câu hỏi kinh điển mà mình nhận được gần như là mỗi tuần đều có các bạn ạ. À, thì ở đây mình cũng xin đưa cho các bạn một cái lời khuyên như thế này. Đó là trước khi học từ vựng á, không chỉ là từ vựng TOEIC mà còn khi là các bạn học từ vựng IELTS, từ vựng để đi thi đại học chẳng hạn, thì các bạn nên nhớ cho mình một cái tâm niệm thế này. Đó là quality over quantity, tức là chất lượng thì nó hơn số lượng các bạn nhé. Nó nghĩa là sao? Nó nghĩa là khi các bạn muốn thi một cái bài thi tiếng Anh nào đó, cụ thể ở đây là TOEIC đi, thì quan trọng không phải là về số lượng từ vựng tiếng Anh mà các bạn học, mà quan trọng là các bạn học cái từ ra thi thường xuyên, phổ biến, xuất hiện nhiều. Đó, đó mới là cái quan trọng. Các bạn phải học những cái từ đó. Chứ các bạn học những từ mà nó không liên quan tới bài thi thì nhiều khi học nhiều nó cũng chả giúp được gì cả. Bởi vậy, lời khuyên đầu tiên là nhớ kỹ chất lượng hơn số lượng nha. Và tới đây thì chắc chắn nhiều bạn sẽ đặt cho mình một câu hỏi, đó chính là ủa, vậy thì học từ vựng ở đâu là nó đúng trọng tâm và nó tốt nhất? À, đó là câu hỏi mà các bạn định hỏi đúng không? Ok, ở đây mình sẽ có hai sự lựa chọn cho các bạn khi các bạn muốn học từ vựng TOEIC luôn. Thứ nhất, để chắc ăn và đỡ mất thời gian nhất, các bạn có thể đặt mua những bộ sách từ vựng chuyên về TOEIC. Tức là trong bộ sách đó người ta đã tổng hợp cho các bạn những từ vựng mà nó xuất hiện nhiều, nó quan trọng và nó trọng tâm cho bài thi TOEIC rồi. Các bạn cứ mua về học vậy thôi, đâu có mất nhiều thời gian. À mà sẵn tiện mình có xuất bản một cái bộ sách 500 vocabulary TOEIC cập nhật những từ vựng rất phổ biến trong bài thi, các bạn có thể order nha. Rồi, và lựa chọn thứ hai là gì? Đối với những bạn mà không muốn đặt mua sách thì lựa chọn thứ hai của mình á, đó là các bạn có thể học từ vựng trong chính những đề thi TOEIC luôn. Và cụ thể ở đây là học trong những đoạn văn reading part 7 hoặc là đọc trong những bài nói listening to it part 3 và part 4. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì đó là những đoạn văn và những bài nói nó chứa nhiều từ vựng quan trọng nhất và phổ biến nhất trong đề thi. Các bạn học trong chính những cái bài nói, bài đọc của đề thi TOEIC thì chắc chắn đó là những từ mà nó ra thi rồi, đó là những từ trọng tâm và quan trọng nhất, thì các bạn cứ học trong đó là đảm bảo các bạn học chính xác những từ cần học, không sợ lãng phí, không sợ lan man. Đó là lời khuyên của mình. Và thật ra đối với bản thân mình thì ngày xưa khi mình tự học TOEIC á các bạn, thì trên thị trường cũng đâu có nhiều sách về từ vựng TOEIC chuyên sâu đâu. Thì mình cũng toàn là học trong những cái bộ đề thi, cái từ nào mình không biết cái mình note lại, mình ghi vào một cuốn sổ, rồi cứ học từ từ, cải thiện từ từ những vốn từ quan trọng trong bài thi. Thế là được, không có gì khó khăn cả. Và thật ra là nếu các bạn học từ vựng trong chính những cái đề thi, những cái đoạn văn ở trong đề thi TOEIC reading chẳng hạn, thì nó còn được một cái lợi nữa. Ngoài việc các bạn có thể học được những từ phổ biến xuất hiện nhiều trong đề thi, các bạn còn có thể biết được cái nghĩa của từ đó được sử dụng trong ngữ cảnh của bài thi TOEIC như thế nào nữa kìa. Bởi vì các bạn nên nhớ là một từ tiếng Anh á, nó phức tạp hơn tiếng Việt ở chỗ là một từ đôi khi nó có nhiều nghĩa lắm. Một từ có 2-3 nghĩa là chuyện bình thường. Bởi vậy nếu các bạn học ở trong chính những đề thi, các bạn sẽ biết được à, cái từ này ở trong đề thi TOEIC nó thường mang nghĩa gì, để sau này mình đi thi, mình gặp lại á, thì mình không có bỡ ngỡ, mình biết ngay được cái nghĩa mình cần dùng. Rất là hiệu quả phải không? Bởi vậy, học trong đề thi nó vừa giúp mình học được đúng từ mà còn giúp mình hiểu được cái nghĩa chính xác thường được dùng cho cái từ đó. Một công mà quá trời lợi luôn. Bởi vậy, các bạn hãy cố gắng học những từ vựng trong đề thi TOEIC nha. Và lời khuyên tiếp theo mình dành cho các bạn á, đó là khi các bạn muốn học từ vựng để đi thi TOEIC thì các bạn đừng có tham. Đó, tức là sao? Tức là giai đoạn đầu mình đang biết ít từ thì mình hãy bổ sung những cái từ vựng mà nó dễ trước đi. Học những cái từ dễ trước, rồi sau đó một thời gian khoảng một tháng rồi mình mới cập nhật, mình học những cái từ vựng khó. Như vậy nó sẽ ok hơn và dễ nhớ hơn. Và ở đây thì nhiều bạn sẽ hỏi mình, ủa chứ từ dễ là từ gì? Thì thứ nhất, những cái từ vựng dễ đó là những từ mà theo mình là nó chỉ có một hoặc là hai âm tiết thôi. Đó, ví dụ như những từ như là whole hoặc là những từ như là building, đó nó chỉ có một hoặc là hai âm tiết, rất là dễ nhớ. Còn những cái từ vựng khó là sao? Những cái từ vựng khó ví dụ như là opportunity hoặc là những cái từ như là development, đó là những từ mà nó có ba thậm chí là bốn âm tiết
Và những cái từ đó thì tất nhiên là nó khó nhớ rồi các bạn, nó học rất là nhức đầu. Chính vì vậy trong giai đoạn đầu đừng có làm khó bản thân mình, chỉ nên học những từ có một hoặc là hai âm tiết thôi đó. Và những cái tháng tiếp theo thì học những từ khó hơn, ba hoặc là bốn âm tiết đó. Bởi vậy đừng quá tham, hãy học từ dễ tới khó, như vậy là hiệu quả nhất. Và lời khuyên cuối cùng của mình khi các bạn học từ vựng đó là hãy kết hợp học cái cách viết từ đó, nghĩa của từ đó và kể cả cái cách phát âm của từ đó nữa các bạn. Cái đó mới quan trọng các bạn nha. Bởi vì á, các bạn nhớ kỹ nè, đi thi TOEIC là không chỉ thi đọc đâu mà còn thi cả listening, phần nghe nữa. Rất là nhiều bạn học viên của mình nó nói là ủa thầy ơi, em biết cái từ đó, em biết nghĩa của từ đó luôn, nhưng mà sao khi nghe băng người ta phát cái từ đó thì em lại không nhận ra. Đó, thế mới đau chứ các bạn. Các bạn biết tại sao? Bởi vì các bạn học thường học từ vựng theo cách truyền thống, tức là mình chỉ học cái cách viết, học cái nghĩa thôi, chứ mình không có học cái cách phát âm. Mà mình không học cái cách phát âm thì lúc làm bài thi nghe, người ta đọc cái từ đó cho các bạn nghe thì làm sao mà các bạn nhận ra từ đó được, đúng không? Bởi vậy, khi các bạn học từ vựng thì chịu khó bỏ cho mình thêm 5 tới 6 giây để học cái cách phát âm của từ đó đi. Như vậy nó sẽ giúp các bạn cải thiện điểm nghe rất là hiệu quả đó. Về phần phiên âm á, thì mình khuyên các bạn là các bạn có thể rất là đơn giản thôi. Các bạn lên những cái từ điển online uy tín, rồi trên đó đều có những cái file phát âm từ đó. Các bạn có thể bấm vào nghe, vậy thôi, rất là đơn giản. Một số trang mình hay dùng như là từ điển Cambridge hoặc là Oxford, đó là những từ điển mà mình thấy là cực kỳ hiệu quả. Rồi, và đó là toàn bộ lời khuyên của mình dành cho những bạn đang băn khoăn về vấn đề học từ vựng để đi thi TOEIC. Và đó là những lời khuyên mà mình đã áp dụng để mình có thể chinh phục được những điểm số TOEIC cao nhất rồi. Và mình hy vọng là những lời khuyên này khi áp dụng cho các bạn thì các bạn có thể cải thiện được điểm số của mình và vốn từ của mình một cách cực kỳ hiệu quả. Ok, rồi, thì tới đây clip đã hết rồi. Mình là anh Lê, nếu các bạn thấy video này hữu ích đừng quên hãy đập nát cái nút like bên dưới giùm mình. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau nha.